việc sử dụng tới 5 cầu thủ trở về từ châu Âu cho trận đấu gặp U23 Việt Nam đủ để cho thấy là thầy trò huấn luyện viên Ante Milicic đánh giá cao như thế nào về đối thủ của mình trong trận đấu này. Chúng ta nên nhớ là trận đấu trước gặp U23 Syria thì huấn luyện viên Milicic chỉ sử dụng một cầu thủ duy nhất thi đấu tại châu Âu, đó là Pogovic, cầu thủ bị chấn thương và không thể có mặt trong đội xuất phát của U23 Australia trong trận đấu ngày hôm nay. Hiệp 1 của trận đấu vừa được bắt đầu và trong hiệp 1 của trận đấu này, đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta trong bộ trang phục màu đỏ bảo vệ phần sân bên phía tay trái màn hình của quý vị và các bạn. Và đây là Ma Úc, đội trưởng và là tiền vệ trung tâm mang áo số 8 bên phía các cầu thủ U23 Australia. Trong trận đấu gặp U23 Syria thì các cầu thủ U23 Australia đã có một thống kê kiểm soát bóng ấn tượng với 65% thời gian bóng lăn ở trên sân. Và đây có lẽ là điều mà các cầu thủ chúng ta sẽ làm quen ở trong trận đấu ngày hôm nay, đó là việc đối thủ chiếm lĩnh thế trận, gây sức ép ở trên khắp mặt sân về phía khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Susha được chuyển trở về là của Gersbach, một cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu cho câu lạc bộ Rosenborg của Na Uy. Chắc chắn đây là một trận đấu mà các cầu thủ U23 Việt Nam, đặc biệt là hàng phòng ngự, sẽ phải đối mặt với bài toán khó, đó là chống bóng bổng với chiều cao rất tốt từ phía các cầu thủ U23 Australia. Và theo thống kê của chúng tôi thì đây là đội hình có chiều cao trung bình lên tới 1m82. Đây là thủ môn Bùi Tiến Dũng, người đã có màn thể hiện khá tốt trong trận thua đáng tiếc 1-2 của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc ở trận đầu ra quân tại bảng D. Quang Hải, pha xử lý của Đào Văn Hậu. Ở hai bên cánh chúng ta đều đã có những bộ đôi thi đấu rất ăn ý và quen thuộc với nhau ở các cấp độ câu lạc bộ. Bên phía cánh trái là Văn Hậu và Quang Hải ở câu lạc bộ Hà Nội, và bên phía cánh phải sẽ là trường hợp của Văn Thanh và Công Phượng. Đường truyền của Rustic. Như thường lệ, chúng ta thấy một tình huống đưa bóng ra biên của các cầu thủ U23 Australia. Cặp tiền đạo của họ trong trận đấu ngày hôm nay là Buhaja mang áo số 7 và Danny Zurich mang áo số 19. Đây cũng là hai cầu thủ ở cùng phòng với nhau ở bản doanh của đội tuyển U23 Australia tại giải U23 châu Á lần này. Đây là Đoàn Văn Hậu, người đã có tình huống thoát xuống bên phía cánh trái và chuyền ngược trở lại để cho Quang Hải dứt điểm với bàn thắng rất đẹp mắt vào lưới của U23 Hàn Quốc ở lượt trận đầu tiên của bảng D. Rustic cùng với Buhaja là những cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị ở trận đấu trước, nhưng màn trình diễn của Rustic so với Buhaja thì mờ nhạt hơn rất nhiều. Số 7 Buhaja là người đã đóng góp một bàn thắng trong số 3 bàn thắng của U23 Australia ở trận đấu ra quân. Nhưng điểm trừ của anh đó là những tình huống, cụ thể là hai tình huống đối mặt với thủ môn đối phương đều rất thuận lợi nhưng lại không thể tự mình ghi bàn. Việc cao thủ U23 Việt Nam tổ chức một lối chơi chậm rãi là điều hợp lý. Đối thủ là một đội bóng có nền tảng thể hình và thể lực rất tốt, và đây là một trận đấu kéo dài. Do vậy việc phân phối sức hợp lý ở trận đấu này là rất quan trọng. Văn Thanh tiếp tục là một quả ném biên dành cho U23 Việt Nam. Xuân Trường rất tốt. Văn Thanh, quá khó cho Hà Đức Trinh trong một tình huống tranh chấp tay đôi với cầu thủ của đối phương. Vừa rồi thì Công Phượng đã gây ra sức ép đủ lớn để khiến cho cầu thủ hậu vệ của Australia gặp phải lúng túng.
đối đầu với những đối thủ có thể hình và thể lực tốt như Australia, thì điều rất quan trọng đối với U23 Việt Nam đó chính là việc thi đấu áp sát, tránh cho đối phương có nhiều khoảng trống và hạn chế phạm lỗi trong các tình huống gần với khu vực 16m50. Bàn thua thứ hai trên cầu thủ U23 Hàn Quốc xuất phát từ một tình huống bóng bổng, và đó vẫn là một bài học còn nguyên giá trị với U23 Việt Nam trong trận đấu này. Và còn một tiêu chí nữa, đó là sự tự tin, điều mà chúng ta đã có được trong trận gặp U23 Hàn Quốc nhưng không duy trì được trong cả trận đấu. Lúc này chúng tôi nghĩ rằng cự ly đội hình của U23 Việt Nam đang là rất tốt. Các cầu thủ ở hàng trên chịu khó tranh chấp bóng với đối phương. Sáu phút đã trôi qua, tỷ số trên sân đang là 0-0. Đây là Gersbach, tiền vệ cánh trái của U23 Australia. Người đang xuất hiện đó chính là Tông Dích, người thay thế cho trung vệ Thomas Deng đã mắc rất nhiều sai lầm ở trận đấu trước. Nhưng may mắn cho U23 Australia là cao thủ Siri đã không tận dụng thành công. Thomas Deng chính là người đã đốt lưới nhà. Và cùng với đó là những tình huống anh đã chuyền bóng ngang hỏng rất nguy hiểm, tạo cho cao thủ Siri phản công với những tình huống thậm chí là 4-5-1 nhưng đã không tận dụng thành công. Và ngày hôm nay thì Thomas Deng đã không được huấn luyện viên Arthur Milicic lựa chọn trong đội xuất phát, và thay vào đó là Duan Tông Dích. Chúng ta vừa được xem lại tình huống phạm lỗi vào bóng bằng gầm giày của Rustic đối với Hà Đức Chinh. Phải nói rằng là trong số các trung phong của U23 Việt Nam thì Hà Đức Chinh là người có thể hình và thể lực tốt nhất trong các tình huống va chạm và tranh cướp bóng tay đôi. Bóng vẫn trong chân của U23 Việt Nam. U23 Việt Nam đang có một thế trận cân bằng với đối phương. Pha phạm lỗi vừa rồi là của Đình Trọng. Công Phượng rất chịu khó ra biên để hỗ trợ cho đồng đội của mình và ngăn chặn những tình huống phát triển bóng ở biên từ phía U23 Australia. Lỗi của cầu thủ mang áo số 15 bên phía U23 Australia, Bakus. Lúc này thì đội hình của chúng ta đang vận hành tốt. Cao thủ chơi rất chặt chẽ và phối hợp với nhau tốt ở bên phần sân nhà. Sự bóng lót cũng là kịp thời ở trong những tình huống vừa qua. Nhưng đây vẫn mới chỉ là những phút đầu tiên của trận đấu. Và chúng ta sẽ cần phải duy trì được sự tập trung này trong một quãng thời gian dài. Đến thời điểm này thì có thể nói là các đại diện của khu vực Đông Nam Á là U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 Malaysia đã có những màn trình diễn khá ấn tượng tại vòng chung kết của giải U23 châu Á năm 2018 này. Có thể vẫn là những trận thua và đã có những trận hòa. Nhưng thế trận mà cầu thủ U23 tới từ khu vực Đông Nam Á đã thể hiện trước các nền bóng đá mạnh của khu vực châu Á đã cải thiện rất nhiều so với những giải đấu trước đây. Cú đánh đầu về vừa rồi là của trung vệ Trần Đình Trọng. Trần Đình Trọng là người đã mắc lỗi trong bàn gỡ hòa 1-1 của U23 Hàn Quốc vào lưới của U23 Việt Nam ở trận đấu trước, khi mà tình huống lui về hỗ trợ phòng ngự của anh vô tình đã khiến cho bẫy việt vị của các học trò huấn viên Park Hang-seo bị bẻ gãy. Đường chuyền của Rustic. Gersbach. Gersbach là cái tên mà Vũ Văn Thành sẽ thường xuyên phải đối mặt trong trận đấu ngày hôm nay. Đây là Công Phượng. Văn Thành. Văn Thành cùng với Văn Hậu là những hậu vệ cánh có khả năng hỗ trợ tấn công rất tốt. Tuy nhiên ở trận đấu trước thì chỉ có Văn Hậu làm được điều đó. Và ấn tượng nhất đó chính là
tình huống kiến tạo cơ hội để cho Quang Hải ghi bàn. Còn Văn Thanh, trận đấu trước anh chưa phát huy được đúng những giá trị của mình. Một cầu thủ thi đấu đa năng, có thể thi đấu ở cả vị trí hậu vệ cánh trái, cánh phải, tiền vệ và thậm chí là cả vị trí tiền đạo nữa. Sau pha va chạm vừa rồi thì Văn Thành đã bị đau nhưng anh vẫn có thể tiếp tục đứng dậy để thi đấu. Cao thủ U23 Australia rất mạnh về tranh chấp tay đôi. Ở trận đấu trước gặp U23 Syria thì cao thủ Australia đã có tới 61 lần giành chiến thắng trong những tình huống tranh chấp tay đôi với đối phương của mình. Và đây cũng sẽ là một thử thách mà chúng ta phải đối mặt. Đó là một tình huống mà U23 Việt Nam rất muốn tránh ở trong những trận đấu với các đối thủ như là U23 Hàn Quốc hay là U23 Australia. Một pha phạm lỗi khá gần với khung thành của thủ môn Tiến Dũng đến từ Đức Huy. Thử thách đầu tiên dành cho khung thành của đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay. Đây chắc chắn sẽ là một thử thách thực sự đối với thủ môn Bùi Tiến Dũng. Một cự ly, một góc sút mà các chân sút Australia có thể sút thẳng và thậm chí là thực hiện những tình huống treo bóng bổng. Với lợi thế về chiều cao nổi trội dành cho cầu thủ áo vàng. Xét về thể hình, thậm chí là các cầu thủ U23 Australia còn tốt hơn so với đối thủ U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước. Khá nguy hiểm. Một cú sút thẳng nhưng rất may là thủ môn Bùi Tiến Dũng đã kịp thời khép góc. Tông dích pha qua người không thành công của Gusbeck. Và Vũ Văn Thành đã bị phạm lỗi. Pha phạm lỗi của đội trưởng Ma Úc. Chúng ta đang xem lại tình huống đá phạt của U23 Australia. Một cú sút bóng rất cơ bản. Và Tiến Dũng đã thi đấu tập trung ở trong tình huống này. Rõ ràng là những tình huống phạm lỗi trong khoảng cách chừng 30m đến khung thành của chúng ta sẽ là những tình huống mà các cầu thủ U23 Việt Nam phải chú ý để tránh. Với một đối thủ có khả năng sút tốt và có những pha phối bóng bổng hiệu quả như là U23 Australia. Quang Hải. Đoàn Văn Hậu. Sẽ là một tình huống đá phạt góc dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Trước một đối thủ có thể hình cao lớn như là đối phương thì không biết là trong những tình huống đá phạt góc như thế này thì Quang Hải liệu có gây ra bất ngờ nào không với tình huống xử lý của mình. Một đường đưa bóng sệt. Công Phượng. Xuân Trường. Quang Hải rất trông trải. Đó là một cú đá thẳng. Nhưng tất nhiên là với một lực sút nhẹ như vậy thì không khó để cho thủ thành Paul Nizzo có thể xử lý tốt tình hình. Nhưng đó cũng là một tình huống phối hợp rất đáng chú ý của đội tuyển U23 Việt Nam. Khi bóng qua chân những cầu thủ có khả năng dứt điểm. Và thậm chí trong tình huống vừa rồi thì Xuân Trường cũng đã có một góc sút để nhìn thấy cơ hội sút bóng thẳng về phía khung thành của đối phương. Pha cắt bóng tốt. Đó là tình huống cắt bóng của Vũ Văn Thành. Với những đối thủ mạnh như U23 Australia thì đấu pháp phòng ngự phản công là một đấu pháp hợp lý đối với huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò. Văn Thành. Trước đây các đội tuyển U19 của Việt Nam và U19 Australia đã từng gặp nhau. Và khi đó thì những Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn hay Quang Hải đã hai lần giành chiến thắng trước U16 của Australia. Và đương nhiên là ở một giải đấu chính thức như thế này và ở vòng chung kết của giải U23 châu Á thì cao thủ Australia rất muốn trả món nợ này. Văn Thành, Công Phượng, Xuân Trường.
1 phần 3 thời gian của hiệp 1 chuẩn bị trôi qua. Các cầu thủ của chúng ta đang gặp những khó khăn trước một lối chơi tốc độ và chơi rất áp sát của cầu thủ Australia. Cơ hội phản công, Công Phượng rất đáng tiếc. Một tình huống mà nếu như Công Phượng không chế bóng tốt thì anh đã có thể có cơ hội để tăng tốc hoặc với kỹ thuật của mình để qua người tìm góc sút để dứt điểm. Bản thân Công Phượng cũng rất nuối tiếc với tình huống vừa rồi. Một con số thống kê đang hiện lên trên màn hình, 74% thời gian kiểm soát bóng của U23 Australia và chúng ta chỉ có 26% thời lượng kiểm soát bóng trên sân mà thôi. Sức ép rất lớn đến từ phía U23 Australia và U23 Việt Nam đang cố gắng để thực hiện những tình huống phản công nhanh mà tình huống vừa rồi là một pha bóng điển hình. Lỗi việt vị của Hà Đức Chinh. Đó là một tình huống Công Phượng dù không phải là người thi đấu cao nhất một cách thường xuyên trong đội hình của U23 Việt Nam, nhưng chính anh lại là người băng lên từ tuyến 2 để nhận bóng cho một quả bóng dài, chứ không phải là Hà Đức Chinh. Và đó có thể là một chi tiết đáng chú ý trong cách thức tấn công của U23 Việt Nam ở trận đấu ngày hôm nay. Xử lý bóng bổng tốt, đá rất căng từ tuyến 2 của U23 Australia. Pha dứt điểm của Patrick McGree. Người đã thực hiện cú dứt điểm vừa rồi là tiền vệ phòng ngự của U23 Australia. Anh đang đá thế vai trò ở trận đấu trước của cầu thủ thi đấu khá hay, đó là Wilson. Chiến thắng 3-1 trước U23 Syria ở trận đấu trước khiến cho đội bóng của huấn luyện viên Ante Milicic phải trả một cái giá, đó là hai tiền vệ cánh thi đấu rất hay của đội bóng này bị chấn thương. Trong đó thì Camau, người đã ghi bàn thắng thứ hai bằng đầu, bị chấn thương khá nặng và không có tên đăng ký trong danh sách của U23 Australia trong trận đấu hôm nay. Còn người đá cánh đối diện đó là Popovic thì bị chấn thương vẫn chưa hoàn toàn bình phục và hôm nay thì chỉ có tên trong danh sách dự bị. Tông Dịch. Đây là trận đấu ngoài việc sử dụng tối đa những cầu thủ thi đấu tại châu Âu thì huấn luyện viên Milicic còn muốn xoay tua đội hình. Trận đấu trước thì nhạc trưởng của U23 Australia đó là Dani De Silva thi đấu rất hay và không bị chấn thương, nhưng ngày hôm nay tiền vệ mặc áo số 22 này cũng chỉ có tên trong danh sách dự bị. Lại là Tông Dịch. Suja. Đây là Bakus. Buhaza. Vẫn là Buhaza. Hàng hậu vệ của U23 Việt Nam chúng ta sẽ cần phải đặc biệt chú ý tới cầu thủ áo số 7 này với một tốc độ cực kỳ nguy hiểm bên phía hành lang cánh phải. Đường truyền của McGree. Vẫn là những pha phượm của U23 Australia. Trong một góc máy toàn như thế này, chúng ta sẽ nhìn thấy rõ hơn cách thức mà U23 Việt Nam đang chơi phòng ngự. Đó là việc bất cứ một cầu thủ nào của U23 Australia cũng đều có một người của chúng ta theo kèm rất chặt. Và điều này lý giải vì sao mà các cầu thủ áo vàng không hề dễ dàng để tiếp cận với khung 16m50 của đội tuyển U23 Việt Nam. Đội hình của U23 Australia dâng lên rất cao, ngay kể cả các trung vệ như Susna cũng đã lên đến quá phần giữa sân. Tông Ích. Phản công nhanh dành cho U23 Việt Nam. Hà Đức Chinh. Tổng ích rất mạnh mẽ. Hai cú sọt bóng liên tiếp của trung vệ mặc áo số 21 này đã ngăn chặn thành công
một tình huống phản công nhanh mà cao thủ của chúng ta vừa mới tạo ra. Một sự dừng rất tốt của trung vệ mặc áo số 21 bên phía U23 Australia. Đây là trận đấu mà chắc chắn là thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không muốn đi vào vết xe đổ của U23 Thái Lan tại giải đấu này. U23 Thái Lan sau hai trận toàn thua chính thức sẽ phải dừng bước sau vòng đấu bảng, và nếu như ngày hôm nay thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo không có được điểm số trước U23 Australia thì điều tương tự cũng sẽ xảy ra đối với đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta. Đây là Juric, trụ phòng cắm của cầu thủ U23 Australia thay thế vị trí của Blackwood, người đã có được một cú đúp ở trận đấu trước. Chamnis, Công Phượng cũng đã phải lùi về rất sâu để hỗ trợ cho phòng ngự. Công Phượng, pha đi bóng không để ý của Công Phượng, người đã kịp thời băng về để lấy bóng từ chân của Công Phượng, đó chính là hậu vệ cánh trái Alexander Gasbach, người đang thi đấu tại Na Uy. U23 Australia đang rất khẩn trương trong những phương án tấn công. Một cú sút rất nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Tiến Dũng. Chúng ta thấy là các cầu thủ U23 Australia xử lý những pha bóng vừa rồi rất cơ bản và kỹ thuật như thế nào. Xoay người, đi bóng một nhịp đến một vị trí thuận tiện nhất và dứt điểm bằng chân trái. Đó là tình huống xử lý của Rustic. Pha bóng đáng kể nhất mà cao thủ U23 Australia tạo được từ đầu trận đấu đến giờ, và nó xuất phát từ một nỗ lực cá nhân. Công Phượng, Hà Đức Chinh, cao thủ U23 Australia rất khỏe và cũng có kỹ thuật tốt. Đây là Tông Ích, một trung vệ thi đấu nổi bật từ đầu trận đến giờ. Gasbach, nguy hiểm. Đó là một tình huống phối hợp lên bóng rất nguy hiểm của cao thủ U23 Australia. Dường như là nhiệt độ tấn công của đội bóng này đang tăng lên. Sau 20 phút đầu mọi thứ diễn ra một cách chậm rãi, thì trong những phút vừa rồi chúng ta thấy rằng cao thủ U23 Australia rất khẩn trương ở trong những pha phối hợp bóng nhanh khi có bóng ở 1/3 sân bên phía gần với khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Mục tiêu khả dĩ nhất của U23 Việt Nam trong trận này đó là một kết quả hòa trước đối thủ mạnh như U23 Australia, và sẽ dồn sức cho trận đấu cuối cùng gặp U23 Syria. Trong bóng đá thì điều gì cũng có thể xảy ra, nhưng chúng ta cần nhìn nhận một cách thực tế. Việc cao thủ Australia đẩy cao đội hình tấn công và ép sân ngay từ đầu khiến cho bộ ba của chúng ta trên hàng công, đó là Hà Đức Chinh, Quang Hải và Công Phượng, chưa có được một tình huống nào thực sự nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Paul Izzo. Xuân Trường, được truyền dài rất tốt của Văn Thanh lên cho Hà Đức Chinh. Phía bên trong có Công Phượng. Đức Chinh không được. Vừa rồi thì Quang Hải và Công Phượng đã có mặt trong khu vực 16m50 để đón chờ đường truyền của Đức Chinh, nhưng sau khi thực hiện động tác giả và không thể đánh lừa được hậu vệ đối phương, nỗ lực chuyển bóng bỏng vào phía trong của Đức Trinh đã không theo ý muốn. Dù sao là pha bóng vừa rồi của các thủ U23 Việt Nam cũng đã nhận được sự động viên từ phía người thầy của mình. Hiệp một đang trôi đi với những nỗ lực đáng ghi nhận từ phía hàng phòng ngự của đội tuyển U23 Việt Nam. Các tiền vệ như là Đức Huy hay Xuân Trường cũng đang phối hợp rất tốt và hỗ trợ hiệu quả cho hàng phòng ngự. Quang Hải,
Quang Hải. Không được, một tình huống đã bị trung vệ của đối thủ bắt bài. Công Phương, Văn Thành không thể dứt điểm. Thi thoảng thì U23 Việt Nam cũng đã tạo ra những pha bóng sóng gió đối với khung thành của đối phương. Và đó là những tình huống mà chúng ta có những khoảng trống thực sự ở hai biên, đặc biệt là bên phía cánh phải, khi mà lần lượt cả Quang Hải lẫn Văn Thanh đều đã có những pha bóng khá thoải mái ở bên phía cánh này, với những khoảng không gian đủ rộng để có thể phát triển những tình huống tiếp theo. Những tình huống tấn công như vừa rồi cộng với đường truyền dài nguy hiểm trước đó của Vũ Văn Thành là những tình huống rất cần thiết để sốc lại tinh thần thi đấu cho cao thủ U23 Việt Nam và giúp cho những cầu thủ của chúng ta tự tin hơn. Thống kê vừa rồi cho thấy kể từ đầu trận thì số lần sút cầu môn nỗ lực của cầu thủ Australia là 4 lần, trong khi con số của U23 Việt Nam mới chỉ là 1. Đây là Gusbeck. Rustic và đội trưởng Mã Úc sẽ là những người thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm của U23 Australia. Suja. Mã Úc khá nguy hiểm. Cú dứt điểm vừa rồi là của tiền đạo Zurich. Công Phương không được, một pha cài người rất khôn ngoan của trung vệ Sunja. Pha theo kèm của Lương Xuân Trường đối với số 10 của Australia, đó là Krusik. Đây là cầu thủ hiện tại đang là người có cú sút nguy hiểm nhất đối với khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng kể từ đầu trận. Đường truyền không chính xác vừa rồi là của Hà Đức Trinh. Buhaja nỗ lực cứu bóng không thành công của tiền vệ áo số 7 này. Anh đã có phần bị giật mình sau động tác khống chế bóng không tốt của Đoàn Văn Hậu và không thể khống chế được trái bóng. Ở trận đấu trước thì Đoàn Văn Hậu được chấm điểm 8 bằng điểm số với Đình Trọng. Thủ môn Bùi Tiến Dũng được chấm 8,5 điểm. Còn người được chấm cao điểm nhất đó chính là Quang Hải. Cầu thủ đã ghi bàn vào lưới của U23 Hàn Quốc, anh có được 9 điểm. Xuân ra Mã Úc. Ở trận đấu trước, các tiền vệ cánh của U23 Australia đó là Kamau và Popovic thi đấu rất ấn tượng. Còn hôm nay, những người thay thế đó là Buhaja cùng với Chamnes chưa làm được điều tương tự. Không có lối của cầu thủ U23 Việt Nam. Những đường truyền rất vội vàng liên tiếp xuất hiện từ Hà Đức Trinh. Rustic. Công Phượng và Hà Đức Trinh đang hỗ trợ hiệu quả cho cách bố trí phòng ngự của đội tuyển U23 Việt Nam. Ở hai bên cánh thì Văn Thanh và Đoàn Văn Hậu cũng đang hoàn thành nhiệm vụ của mình khi không cho những cầu thủ đá biên của đối phương thực hiện những quả tạt bóng lợi hại vào trong. Đây là trung vệ Tông Ích. 30 phút của trận đấu đã trôi qua và tỷ số vẫn là không đều. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại những pha bóng đáng chú ý nhất từ đầu trận đến giờ trên website thetao.vtv.vn của chúng tôi. Đội tuyển U23 Việt Nam đang thể hiện một cách bố trí phòng ngự chặt chẽ. Một lần nữa thì
Hàng phòng ngự của U23 Việt Nam lại ngăn chặn thành công pha xử lý ở biên của đối phương. Mỗi khi có bóng, chúng ta thường phát triển lên rất nhanh cho các cầu thủ ở tuyến trên. Và rất nhiều những tình huống như vậy đã được triển khai. Trong tình huống phòng ngự vừa rồi, chúng ta phải dành những sự khen ngợi cho Đoàn Văn Hậu. Tiếp tục là một tình huống cắt bóng nữa của Đoàn Văn Hậu khi bóng được chuyền tới vị trí di chuyển của Buhasa. Quang Hải, Đức Trinh. Đức Trinh đang tìm đồng đội để phối hợp. Đức Huy. Không được. Công Phượng đã lấy được bóng. Rất đáng tiếc. Trong một thế trận thiên về phòng ngự như thế này thì tận dụng những cơ hội hiếm hoi trong các tình huống tấn công là điều vô cùng quan trọng cho mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Ngày hôm nay thì những cái tên như là Tiến Dũng, Đình Trọng, Duy Mạnh và Đức Huy sẽ là những cái tên rất quan trọng cho mục tiêu tập trung cho phòng ngự của cao thủ U23 Việt Nam, bên cạnh sự hỗ trợ từ bên cánh của Đoàn Văn Hậu và Vũ Văn Thành. Và trên hàng tấn công, đương nhiên bộ ba Công Phượng, Đức Trinh và Quang Hải sẽ là những người được kỳ vọng sẽ ghi bàn. Xuân Trường như thường lệ vẫn đóng vai trò là nhạc trưởng với các tình huống kiến tạo để cho các đồng đội phía trên có cơ hội để dứt điểm. Hơn 2/3 thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 trận đấu đã trôi qua. Đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta vẫn đang thành công trong việc giữ sạch mảnh lưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Xuân Sa. Đường chuyền của Ma Úc. Mark Green. Như thường lệ, chúng ta có một hệ thống phòng ngự tuyến đầu gồm có Công Phượng và Hà Đức Trinh. Một cách bố trí phòng ngự nhiều lớp đang được thực hiện hiệu quả. Được chuyền bóng rất chính xác cho hậu vệ cánh phải Marcus. U23 Việt Nam đang thực sự thi đấu với sơ đồ chiến thuật với hàng phòng ngự 2 tầng trước khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Đức Huy rất bình tĩnh. Văn Hậu. Đó tiếp tục là một đường chuyền dài lên rất nhanh. Công Phượng. Công Phượng. Một chút nữa thôi thì Công Phượng đã làm nên chuyện, nhưng đó lại là số 21 Tàu X. Đến bây giờ thì những đường chuyền dài lên phía trên, những đường chuyền rất dài đưa bóng lên phía trên đã phát huy hiệu quả. Công Phượng khôn ngoan đã vượt qua được thủ thành đối phương. Nhưng bóng đi hơi dài trong tình huống vừa rồi, quả thực là một giây phút đáng tiếc của Công Phượng, cầu thủ luôn có duyên với mảnh lưới của các đội bóng Australia. Một giây phút thực sự hồi hộp, thực sự đáng tiếc đối với Công Phượng cũng như đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta. Đó là cơ hội nguy hiểm nhất mà chúng ta được chứng kiến kể từ đầu trận. Đáng tiếc cho cầu Phượng khi mà động tác qua người với thủ môn đối phương, bóng đã đi hơi dài và anh đã không có đủ sức dướn để thực hiện cú dứt điểm tiếp theo. Xuân Trường. Người đang có bóng là Suza. Đây là cơ hội phản công dành cho cao thủ Australia. Đức Huy vừa rồi đã chủ động kéo người. Sóng gió tạm thời trôi qua. Những phút vừa rồi là những phút mang lại rất nhiều cảm xúc cho những ai theo dõi trận đấu này. Những cơ hội nguy hiểm liên tiếp đến với cả hai đội. Gusmak. Văn Thành. Cú phá bóng không tốt của Văn Thành. Đây là Chamnes. Buhasa. Gusbach. Quang Hải. Xuân Trường. Cầu thủ U23 Việt Nam đang thi đấu rất tự tin với lối chơi phòng ngự phản công kể từ đầu trận.
Vận Thanh rất thoáng, Công Phương một pha bóng bên phía cánh phải, Công Phương vượt qua cầu thủ đối phương dứt điểm. Những khoảnh khắc khi xưa đang trở về, những khoảnh khắc mà Công Phương tung hoành nơi hàng phòng ngự của U23, của các đội trẻ U19 hay là U20 Australia đang trở về với tôi. Với những tình huống như vừa rồi của Công Phượng, một loạt những tình huống khơi dậy nên niềm hy vọng có bàn thắng dành cho chúng ta. Vâng, chắc chắn là tình huống vừa rồi có lẽ sẽ gợi nhớ cho anh Khắc Cường cũng như tôi và nhiều khán giả hâm mộ Việt Nam với màn solo ấn tượng của Công Phượng vào lưới của U19 Australia trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Một tình huống mà khi đó trước mặt Công Phượng có tới 5 đến 7 cầu thủ của đối phương, nhưng anh vẫn có thể thực hiện một màn solo và ghi bàn thắng đẹp mắt. Dù kiểm soát bóng kém hơn so với đối thủ, tuy nhiên về cơ hội nguy hiểm thực sự thì chúng ta lại đang vượt trội. Và về phạt góc thì bây giờ đội tuyển U23 Việt Nam đã có 3 quả phạt góc, còn Australia thì chưa có quả phạt góc nào. Rất hay, Đức Huy. Pha phối hợp giữa Đức Huy và Đoàn Văn Hậu, những đồng đội của nhau ở câu lạc bộ Hà Nội. Màn trình diễn của U23 Việt Nam cho thấy những phát biểu trước trận đấu của huấn luyện viên Ante Milicic là không hề ngoại giao một chút nào. Ông đánh giá rất cao các cầu thủ U23 Việt Nam, không chỉ là ở trận đấu trước U23 Hàn Quốc mà còn nhìn vào quá khứ khi lứa trẻ của Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Phan Toàn và Quang Hải đã gây khó khăn cho bóng đá trẻ của Australia. Chamness pha xâm nhập vòng cấm không thành công của tiền vệ cánh phải bên phía Australia. Và phối hợp không ăn ý vừa rồi là giữa Công Phượng và Hà Đức Trình. Vẫn là Công Phượng. Đối phương áo sát rất nhanh. Macri. Một thế trận mà U23 Australia chiếm hoàn toàn sự áp đảo. Nhưng các cầu thủ của chúng ta cho thấy sự tự tin và rất đáng khen ngợi trong khả năng tổ chức phòng ngự và những tình huống phối hợp ăn ý ở phía trên. Những tình huống tấn công nguy hiểm mà U23 Việt Nam tạo ra trong những phút vừa qua khiến cho khoảng hơn 10 phút vừa qua các cầu thủ Australia không dám đẩy quá cao đội hình. Đã bắt đầu xuất hiện sự e dè từ phía cầu thủ áo vàng. Và có thể nói đã có những may mắn đối với cầu thủ Australia, đặc biệt là trong tình huống qua người của Công Phượng. Anh đã loại được cả thủ môn Isho, nhưng may mắn cho cầu thủ áo vàng đã có sự lùi về bọc lót rất kịp thời của trung vệ Tông Dịch. Lấy bóng thành công của cao thủ U23 Việt Nam, Xuân Trường rất khôn ngoan, Quang Hải dứt điểm rất nguy hiểm, những pha xử lý đúng với tố chất của Quang Hải. Thủ môn và hậu vệ của U23 Australia có lẽ bắt bài một tình huống chuyền bóng xuống bên phía cánh trái của Quang Hải, nhưng cái chân trái của cầu thủ này đã bất ngờ tung ra một cú sút hiểm hóc. Và thủ môn của đối phương đó là Iso đã kịp thời phản xạ để cứu thua cho cầu thủ Australia. Pha xử lý tuyệt vời của Quang Hải với một cú đóng rất khó về phía góc xa không thành của đối phương. Thêm một tình huống nữa mà chúng ta thấy rằng Quang Hải và đồng đội đang tự tin trong những phương án áp sát với khung thành của Paul Iso. Trong những phút vừa rồi thì Lương Xuân Trường đang phát huy được vai trò thủ lĩnh của mình. Đã có không ít những tình huống mà Xuân Trường chính là người lấy bóng thành công và xử lý khôn ngoan ở trong những tình huống phát triển tiếp theo và mở ra cơ hội cho đồng đội của mình. Xuân Trường, Quang Hải. Quả ném biên thuộc về đội tuyển U23 Việt Nam. Xuân Trường đang cầm nhịp rất tốt ở khu vực giữa sân. Một
Đường nhà bóng ngược trở lại không thực sự chính xác và thuận lợi của Công Phượng dành cho Vũ Văn Thanh. Chắc hẳn bên ngoài sân thì huấn luyện viên Anter Milicic đã không ít lần phải giật mình với các tình huống tấn công rất nguy hiểm và sắc sảo của U23 Việt Nam. Hiệp 1 đang dần trôi về những phút cuối. Ý đồ chơi pressing ngay từ đầu và sớm có được bàn thắng của U23 Australia đến thời điểm này có thể được coi là đã bị phá sản. Người thực hiện quả đá biên sẽ là Đoàn Văn Hậu. Quang Hải. Tình huống không thực sự hiểu ý của Hà Đức Chinh. Văn Hậu. Pha xử lý rất đáng tiếc của Văn Hậu. Gusbach. Đây là cơ hội phản công dành cho cầu thủ Australia. Chamnes. Một điều đáng ghi nhận từ phía cầu thủ U23 Việt Nam ở giải đấu này đó là thể lực. Chúng ta thấy trong trận đấu gặp U23 Hàn Quốc, thể lực của cầu thủ U23 Việt Nam rất tốt, và ngày hôm nay trong các tình huống sau khi tấn công bị mất bóng thì cầu thủ áo đỏ cũng lùi về rất nhanh để hỗ trợ trong phòng ngự. Tiếp tục là Chamnes. Pha bắt bài vừa rồi của Lương Xuân Trường. Lương Xuân Trường đang đạt hiệu quả cao trong việc ngăn chặn các pha bóng phối hợp của đối phương. Hà Đức Trinh cùng các đồng đội đang chơi lan xả, đặc biệt là trong việc phòng ngự trước một số đông các cầu thủ U23 Australia bên phía phần sân của chúng ta. Vẫn là trung vệ Tông Ích là người đưa bóng sang hai biên cho đồng đội của mình. Một góc máy toàn cảnh cho thấy là các vị trí tấn công của U23 Australia đều đang bị kèm chặt. Tình huống phá bóng an toàn của Duy Mạnh. Thống kê vừa rồi cho thấy số lần phạm lỗi kể từ đầu trận của U23 Australia là nhiều hơn so với số lần phạm lỗi của U23 Việt Nam. Số lần phạm lỗi của cầu thủ áo vàng là 6 và của U23 Việt Nam của chúng ta là 5. Liên tiếp là những tình huống can thiệp của Lương Xuân Trường. Tông Dích. Macri. Đây là Gusbach. Cả ba tuyến của U23 Australia đều có những cầu thủ trở về từ châu Âu nhưng không thể ghi được bàn thắng đến thời điểm này vào lưới của U23 Việt Nam. Rất nguy hiểm. Cú dứt điểm cuối cùng thì là quá hiền. Đó là cú dứt điểm của tiền vệ cánh trái bên phía Australia, Chamnes. Văn Thanh. Pha khống chế với cảm giác bóng không tốt của Công Phượng. Hiệp 1 đang trôi về những phút cuối. U23 Australia đang dồn toàn lực để tấn công. Cơ hội phản công. Xuân Trường. Rất chính xác, Công Phượng. Bóng vẫn chưa thể vượt qua được trung vệ Tông Ích, chơi rất tỉnh táo. Một tình huống xử lý an toàn. Pha bóng tốt của Bùi Tiến Dũng khi anh đã phá bóng nét đường biên ngang trong một tình huống chọc khe lợi hại của U23 Australia. Huấn luyện viên Park Hang-seo có vẻ như đang ra dấu hiệu yêu cầu các học trò của mình tập trung. Đây là điều rất quan trọng bởi đây đang là những phút cuối của hiệp 1. Và đây lại là một quả đá phạt góc nữa. Quả phạt góc đầu tiên của U23 Australia, đúng không anh Tuấn Anh? Vâng, thống kê trước đó cho thấy đây chúng ta đã có được 3 quả phạt góc mà Australia chưa có quả nào. Một tình huống có giữ được cái quả hòa hay không ở hiệp 1 là rất quan trọng với U23 Việt Nam khi mà đây là phút thi đấu chính thức cuối cùng rồi. Những tình huống bóng bổng luôn là lợi thế dành cho các cầu thủ Australia. Rất
nguy hiểm. May mắn là đường chuyền ngược trở lại vừa rồi của Tông Trích đã không tạo ra một tình huống thuận lợi cho tuyến 2 băng lên dứt điểm. Chunja, trung vệ số 5 của cao thủ Australia đã lên rất cao tham gia tấn công. Và anh đã tiếp tục giúp cho cao thủ áo vàng có được thêm một quả phạt góc nữa. Những giây phút rất căng thẳng đối với khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng, và là quãng thời gian mà các cầu thủ chúng ta đang phải căng mình. Đúng là sự tập trung và tỉnh táo là yếu tố then chốt ở trong những tình huống cuối hiệp 1 như thế này. Cú đá bóng thành công của Bùi Tiến Dũng. Thêm một cú chơi bóng nữa của đội Australia. Mối nguy hiểm vẫn chưa qua. Rất tốt. Đội U23 Australia chạy đua với thời gian để thực hiện những cú đưa bóng vào trong khu vực 16m50 của chúng ta. Những giây bù giờ cuối cùng của hiệp 1, một hiệp đấu mà Công Phượng và Quang Hải đã có những dấu ấn. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã khép lại với tỷ số hòa không đều. Một hiệp đấu rất đáng khen ngợi đối với màn trình diễn của đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta. Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng quay trở lại sân vận động Cô Sơn tại Trung Quốc để theo dõi hiệp 2 trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta và đội tuyển U23 Australia trong khổ lượt trận thứ 2 của bảng D vòng chung kết U23 châu Á năm 2018. Hiệp 2 của trận đấu vừa được bắt đầu, và trong hiệp 2 của trận đấu này, đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta trong bộ trang phục màu đỏ bảo vệ phần sân bên phía tay phải màn hình của quý vị và các bạn. Hiệp 1 là một hiệp đấu thành công đối với đội tuyển U23 Việt Nam, và hy vọng rằng đó sẽ là bản lề và là động lực để các cầu thủ chúng ta tiếp tục có một hiệp 2 thi đấu với sự hiệu quả còn cao hơn nữa. Một đường chuyền hơi dài đối với pha di chuyển của hai cầu thủ bên phía U23 Việt Nam, trong đó có Quang Hải. Vâng, trong hiệp 1 của trận đấu, những cầu thủ trên hàng tấn công như là Công Phượng và Quang Hải đã để lại dấu ấn, và chỉ còn một duy nhất, một cái tên cũng được kỳ vọng rất nhiều trên hàng tấn công, đó là Hà Đức Chinh chưa lên tiếng. Và nếu như anh không tiếp tục thể hiện được phong độ của mình trong những phút đầu hiệp 2 thì rất có thể anh sẽ phải rời sân để nhường vị trí cho Phan Toàn. Một cầu thủ mặc dù không có được thể hình cao to và khả năng chạy cướp bóng tay đôi tốt như là Đức Trinh, nhưng bù lại là một khả năng di chuyển cực kỳ tốc độ và len lỏi vào những khoảng trống để nhận được chuyền của các đồng đội. Có thể hiệp 2 sẽ là một hiệp đấu mà huấn luyện viên Ante Milicic yêu cầu các học trò của mình sẽ đẩy cao tốc độ và tăng cường sức ép lớn hơn nữa về phía khung thành của U23 Việt Nam. Sự tập trung là một yếu tố đáng kể trong cách thức vận hành lối chơi mà các cầu thủ chúng ta đã có được ở trong hiệp đấu đầu tiên. Nhưng hiệp 2 sẽ còn khó khăn hơn nữa khi thể lực tới giới hạn. Trong khi đó thì các cầu thủ U23 Australia sẽ tiếp tục dùng yếu tố trội hơn đó để gây ra nhiều áp lực với khung thành của thủ môn Tiến Dũng. Vừa rồi là một tình huống chuyền bóng lên phía trên dành cho Hà Đức Trinh. Phải nói rằng đến thời điểm này, khi gặp những nền bóng đá mạnh của khu vực châu Á như là Hàn Quốc hay là Australia, những nền bóng đá thường xuyên được góp mặt tại vòng chung kết của FIFA World Cup, thì sự thua kém của U23 Việt Nam đó chỉ là ở yếu tố thể hình. Thể lực và kỹ thuật thì các cầu thủ của chúng ta không hề kém. Đường chuyền ngang khá nguy hiểm là của Tông Trích. Vừa rồi cầu thủ của chúng ta đã bị đau sau pha chạy cướp bóng cùng với Chunja. Tuy nhiên trận đấu vẫn đang tiếp tục diễn ra. Công Phượng rất kỹ thuật, pha xử lý quen thuộc của Công Phượng. Và Vũ Văn Thành đã quyết định đá bóng ra bên ngoài sân để cho các nhân viên y tế và chăm sóc cho đồng đội của mình, đó là Hà Đức Trinh.
Hà Đức Chinh đã bị đau sau khi va chạm với trung vệ Sunja. Chúng ta đang được xem lại tình huống quay chậm. Đó là pha bóng dù cầu thủ của đối phương, đó là trung vệ Sunja, không cố tình phạm lỗi nhưng anh bị trượt ngã và đã gây ra chấn thương dành cho Hà Đức Chinh. Đó là một tình huống mà trọng tài nếu như thổi phạt với số 5 của Australia thì cũng không phải là sai, dù cho cầu thủ này không cố tình phạm lỗi. Ông Park Hang-seo đang tỏ ra khá lo lắng khi Hà Đức Chinh, người được bố trí đá cao nhất trên hàng tấn công của U23 Việt Nam, đang bị đau. Hà Đức Chinh là người đã có được hiệu quả trong việc lôi kéo sự chú ý của các cầu thủ đối phương ở trong hiệp 1 của trận đấu. Và từ đó những khoảng không gian rộng dành cho Quang Hải hay là Công Phượng đã được hai cầu thủ có tố chất kỹ thuật cá nhân rất khéo léo này phát huy hiệu quả. Quang Hải đã có một cú sút khiến thủ thành Konizo của Australia phải rất vất vả để cản phá. Trong khi đó thì Công Phượng, như chúng ta còn nhớ là trong hiệp đấu đầu tiên, đã liên tục có những pha khuấy đảo về phía khung thành của U23 Australia. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại những pha xử lý ấn tượng đó của Quang Hải hay Công Phượng trên website thể thao.vtv.vn bên cạnh việc đồng hành cùng chúng tôi trong buổi bình luận ngày hôm nay. Rustic không vượt qua được Bùi Tiến Dũng. Sunja. Những cơ hội nguy hiểm nhất trong hiệp 1 dành cho U23 Việt Nam là những cơ hội dành cho Công Phượng và Quang Hải. Công Phượng có 2 cơ nguy hiểm, còn số lần nguy hiểm của Quang Hải là 1. McGree. Bùi Tiến Dũng. Một tình huống mà Đoàn Văn Hậu đã không thể ngăn cản được pha xâm nhập vòng cấm với tốc độ rất nhanh của Chamness, nhưng thủ môn của U23 Việt Nam vẫn kịp thời khép bóc. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Pha bằng lên rất mạnh mẽ của đối phương. Và như chúng tôi đã bình luận ở phần đầu hiệp 2 ngày hôm nay, U23 Australia sẽ tăng cường gây ra sức ép bằng thể lực và bằng tốc độ cao. Và đó sẽ là lúc mà các cầu thủ ở hàng phòng ngự của chúng ta sẽ phải rất tập trung và phân phối sức hợp lý. 5 phút vừa qua là 5 phút báo hiệu những thử thách rất lớn đối với hàng phòng ngự của chúng ta ở trong hiệp đấu này. Số lần đá phạt góc của U23 Australia đã bắt đầu nhiều hơn kể từ giai đoạn cuối của hiệp 1. Hoan hô Bùi Tiến Dũng với những pha xử lý rất chính xác trong vòng 1-2 phút vừa qua của hiệp 2. Trong hiệp 1 thì hàng phòng ngự 2 tầng của U23 Việt Nam đã làm việc tốt và chúng ta hy vọng rằng ở hiệp 2 này điều tương tự cũng sẽ được duy trì. Hàng tấn công sẽ chờ đợi vào các tình huống bùng nổ và tỏa sáng của những cái tên như là Công Phượng, Quang Hải hay là Hà Đức Chinh. Trong hiệp 1, khi mà hậu vệ đối phương mắc sai lầm, nếu như Công Phượng thực hiện động tác qua người với thủ môn đối phương, bóng đi ngắn một chút thôi thì đã có cơ hội để cho anh đệm bóng vào khung thành đã bỏ trống. Nhưng đáng tiếc là động tác qua người của anh bóng hơi dài và Tông Dích đã kịp thời băng về để giải nguy. Đã có lỗi việt vị của cao thủ U23 Australia. Một tình huống việt vị rất rõ ràng. Văn Hậu, Quang Hải rất kỹ thuật. Trong trận đấu gặp U23 Hàn Quốc, sự tự tin của U23 Việt Nam còn được thể hiện bằng các tình huống phối hợp phổ diễn kỹ thuật của Quang Hải và các đồng đội. Dù trận đấu đó U23 Hàn Quốc giành chiến thắng, nhưng với báo chí của Hàn Quốc nói riêng và báo chí của khu vực châu Á nói chung thì đó là một trận đấu mà U23 Hàn Quốc chỉ thành công về mặt tỷ số, còn về lối chơi thì đã không thể hiện được quá nhiều trước cầu thủ U23 Việt Nam. Văn Hậu rất bình tĩnh, nhưng sau đó là đường truyền đã không thể tới được vị trí hoặc là của Công Phượng hoặc là của Hà Đức Chinh. Đây là Sunja.
Tốc độ của hiệp 2 từ phía cả hai bên đều đã cho thấy sự tăng lên so với hiệp 1. Hai đội đều rất khẩn trương trong việc thực hiện những pha phối hợp, đặc biệt là phía các cầu thủ U23 Australia. Một nhịp độ tấn công liên tục đặt ra thử thách lớn cho phòng ngự của U23 Việt Nam. Trọng tài không cho rằng đó là một tình huống phạm lỗi. Bóng đã ra ngoài tầm kiểm soát của cầu thủ mang áo số 7 Buhaja bên phía U23 Australia. Nhưng các cầu thủ áo vàng thì vẫn có bóng ở trong chân và vẫn thực hiện những tình huống hướng bóng về phía khung thành của Tiến Dũng. Như vậy là đội hiệp 2 thì huấn luyện viên Milicic đã có sự hoán đổi ở các vị trí tiền vệ cánh. Buhaja đã di chuyển sang bên phía cánh trái và nhường lại vị trí phải của mình cho tiền vệ mang áo số 16 đó là Chamness. Những sự hoán đổi ở vị trí chạy cánh của cầu thủ U23 Australia ít nhiều cũng đã gây ra những khó khăn cho hàng phòng ngự của U23 Việt Nam trong những phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ hai. Tuy nhiên điều quan trọng đó là mảnh lưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn đang được giữ sạch. Chúng ta có thể cảm nhận được sự ghép rất lớn và liên tục được các cầu thủ U23 Australia tạo ra ở trong chừng 10 phút đã qua của hai trận đấu. Hỏi lát rồi, lát về thì chuẩn bị để cái không gian. Rất tốt, Quang Hải. Xử lý an toàn, đó là tình huống tỉnh táo của Đình Trọng. Đình Trọng là cầu thủ đã trưởng thành rất nhiều trong hai mùa giải vừa qua của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Đội bóng mạnh đầu quân là câu lạc bộ Sài Gòn. Có lẽ việc thi đấu với vị trí trung vệ và quen phải đối mặt với các tiền đạo ngoại đã giúp cho anh tự tin khi tham dự những giải đấu quốc tế cùng với đội tuyển U20 Việt Nam tại vòng chung kết FIFA U20 thế giới hay ở các giải đấu quốc tế khác của U23 Việt Nam. Xuân Trường, Công Phượng, rất tốt, cơ hội phản công dành cho các thủ U23 Việt Nam. Quá đáng tiếc cho tình huống vừa rồi của Hà Đức Chinh. Một cơ hội để anh cùng với Quang Hải có thể phối hợp để đe dọa khung thành của đối phương, nhưng anh đã không quan sát và cài người không tốt. Chamness. Đến lượt trung vệ Tiến Dũng có được pha hỗ trợ bóng lót kịp thời. Hai đội thi đấu với một thái độ rất khẩn trương. Quang Hải, đường chưa tốt. Công Phượng rất nỗ lực. Vũ Văn Thành không phải là không có những cơ hội phản công nhanh dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Tiếp tục là một cơ hội như thế với Xuân Trường. Quang Hải, Xuân Trường, một loạt những pha xử lý bình tĩnh cần thiết của đội tuyển U23 Việt Nam. Bùi Tiến Dũng đã có lỗi với Quang Hải. Chúng ta đã có ít nhất là 4 đến 5 cơ hội nguy hiểm trong trận đấu ngày hôm nay nhưng chưa một lần tận dụng thành công. Và trong hiệp 2 thì đáng tiếc nhất là ở tình huống mà Quang Hải đón nhận được bóng, trước mặt anh chỉ còn một hậu vệ của đối phương và bên phía cánh trái có sự xuất hiện của Quang Hải. Nhưng đáng tiếc là Đức Trinh đã không thể khống chế bóng tốt để qua người dứt điểm hoặc kiến tạo dành cho Quang Hải. Chúng ta cần phải cải thiện ở khả năng tận dụng những cơ hội của mình trước những đối thủ mạnh như thế này. Đức Huy, Văn Hậu. Một trận đấu mà chúng ta đang thể hiện được sự tự tin cùng với việc tuân thủ đấu pháp phòng ngự phản công mà huấn luyện viên Park Hang-seo đề ra. Văn Hậu, có lẽ không có phạt góc dành cho cầu thủ U23 Việt Nam của chúng ta. Đây là trận đấu với hai hàng phòng ngự mà hàng phòng ngự gần thủ môn nhất bên phía U23 Việt Nam gồm có Tiến Dũng, Đình Trọng và Duy Mạnh, và hàng phòng ngự phía trên
đóng vai trò chủ lực sẽ là Đức Huy bên cạnh sự hỗ trợ của Xuân Trường, nhưng Xuân Trường sẽ được ưu tiên nhiều hơn cho khả năng kiến tạo của anh. Rustic không nguy hiểm. Năm cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu của U23 Australia vẫn chưa thể giúp cho đội bóng này có được lợi thế dứt bàn, và đây là cái tên mà chúng ta kỳ vọng rất nhiều và đúng như dự đoán của chúng tôi. Đức Trinh rời sân để nhường vị trí cho Quang Hải. Chúng ta cùng chờ đợi xem là sự nhanh nhẹn của, xin lỗi quý vị ạ, cho Văn Toàn. Văn Toàn với điểm mạnh của mình đó là tốc độ, khả năng di chuyển không bóng đầy khôn khéo của anh sẽ là một sự phối hợp cần thiết ở trong một thế trận như thế này, cùng với những cái tên như là Công Phượng hay là Quang Hải. Rustic không vượt qua được ba cầu thủ của U23 Việt Nam. Vừa rồi là đường chuyền để mất bóng của Quang Hải. Xuân Trường vẫn còn. Văn Toàn, đây là Công Phượng. Vũ Văn Thành dứt điểm. Cú dứt điểm ở góc hẹp khá bất ngờ của Vũ Văn Thành. Tuy nhiên đó là một tình huống mà thủ môn Paul Iso của Australia đã khép bóc. Phút thứ 60, thêm một cơ hội nữa được dành cho cầu thủ U23 Việt Nam của chúng ta. Cho đến lúc này thì các tuyến của U23 Việt Nam vẫn đang chơi tốt. Một pha phối hợp mà Công Phượng cho thấy sự trưởng thành rất nhiều. Xung quanh là đông cầu thủ, anh không đi bóng thẳng vào nơi mà đông cầu thủ của đối phương tập trung nữa, mà thay vào đó là thực hiện một đường truyền ở một góc thoáng hơn và rộng rãi hơn dành cho Văn Thanh băng lên. Dứt điểm. Không có cú sút từ phía đội tuyển U23 Việt Nam. Văn Toàn cũng giống như Đức Trinh khi còn thi đấu luôn rất chịu khó chạy về sau khi đối phương có bóng để hỗ trợ phòng ngự. Chúng ta thấy là ở bên ngoài sân thì huấn luyện viên Park Hang-seo yêu cầu các cầu thủ của mình phải di chuyển thật nhiều, phải áp sát thật nhiều, không tạo khoảng trống cho đối thủ. Khá nguy hiểm. Cú đánh đầu phá bóng là của trung vệ Bùi Tiến Dũng. Và có lẽ là bóng chạm tay của cầu thủ bên phía U23 Australia. Hai sự thay đổi người liên tiếp, và đây đều là những cái tên thi đấu cực kỳ ấn tượng trong chiến thắng 3-1 ở trận đấu trước của U23 Australia. Tiền đạo Blackwood, người đã ghi cú đúp trong trận đấu đó, vào sân để thay thế cho tiền đạo trong trận đấu này thi đấu rất mờ nhạt đó là Juric. Và nhạc trưởng thực sự ở giữa sân, Dani Da Silva, là người sẽ được tung vào sân trong hiệp thi đấu thứ hai này. Hai sự thay đổi người liên tiếp từ phía cầu thủ Australia. Anh thay thế cho Rustic. Da Silva vào sân, một cầu thủ không lạ lẫm với khán giả Việt Nam khi đã có mặt trong trận thua của U19 Australia tại sân Mỹ Đình. Nhưng sẽ là một mũi nhọn đáng kể mà huấn luyện viên Ante Milicic bổ sung cho đội hình của ông ở trong hiệp 2 này. Chắc chắn là sau lượt trận đầu tiên thì huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò đã mổ băng và đã biết được sự nguy hiểm từ phía Dani Da Silva, tiền vệ mặc áo số 22 mới vào sân. Chamness. Chamness đã mất bóng. Quang Hải. Tuy nhiên đường chuyền đã không tới được vị trí thuận lợi dành cho Công Phượng. Theo kèm sát bên anh là những trung vệ rất cao to của U23 Australia, đó là Suja và Tông Dích. Đây là lúc mà các tiền vệ trung tâm của U23 Việt Nam sẽ phải rất vất vả để ngăn chặn từ xa. Đó là vai trò của công của Đức Huy và của Xuân Trường. Khi mà thể lực của các tiền vệ chúng ta giảm sút thì U23 Australia đang đến gần hơn với khung thành của Tiến Dũng. Và số lần mà họ có bóng ở gần với khu vực 16m50 của U23 Việt Nam đang tăng lên rõ rệt ở trong hiệp đấu này. Đây là Dani Da Silva, người thi đấu hay nhất ở trận đấu trước của U23 Australia trong chiến thắng 3-1 trước U23 Syria. Anh là người đã kiến tạo
bàn mở tỷ số của Blackwood. Hai người đóng vai trò chủ chốt trong bàn thắng đầu tiên của U23 Australia ở giải đấu này vừa được tung vào sân. First match. Sunza. Trong trận đấu trước thì Dani De Silva tỏ ra đặc biệt nguy hiểm với các tình huống xuống bóng bên phía hàng cánh phải. Và đây là vị trí sẽ mang tới nhiều thử thách dành cho Đoàn Văn Hậu. Pha vừa rồi là pha tranh cướp bóng thành công của Văn Hậu. Công Phượng. Đây là Gershbach. Được chuyền của Buhaja. Phút thứ 20 của hiệp thi đấu thứ hai, đội tuyển U23 Việt Nam vẫn đang có được một thế trận đến thời điểm này là thành công và ấn tượng trước đội bóng rất mạnh của bảng đấu, đó là U23 Australia. Tông Dịch. Trung vệ màng số 21 của U23 Australia vẫn luôn là cầu thủ đứng cuối cùng nơi hệ thống phòng ngự của đối phương. Lỗi việt vị của cầu thủ vừa đánh đầu về phía khung thành của Tiến Dũng. Sẽ có nhiều hơn những tình huống như vậy. Nhiều hơn những tình huống như vậy mà U23 Australia thực hiện về phía khung thành của thủ môn Tiến Dũng. Một quyết định chính xác của trọng tài. Nhưng đó là một pha bóng cho thấy hàng phòng ngự của chúng ta sẽ rất phải tập trung ở trong những phút sắp tới của trận đấu. Blackwood, cầu thủ mang áo số 9 đã có mặt. Xin được lưu ý với quý vị là Blackwood có chiều cao là 1m86 và anh rất nguy hiểm trong các tình huống không chiến. Trận đấu trước anh có được hai bàn. Bàn đầu tiên là từ tình huống kiến tạo của Dani De Silva người mới vào sân, và bàn thứ hai được hỗ trợ từ tình huống thoát xuống cũng bên phía cánh phải nhưng của một tiền vệ khác, đó là Buhaja, tiền vệ màu số 7. U23 Australia càng thi đấu với một đội hình dâng cao thì sẽ càng mang tới những cơ hội phản công nguy hiểm dành cho U23 Việt Nam của chúng ta. Câu chuyện bây giờ chỉ diễn ra ở bên phía phần sân của đội tuyển U23, nơi mà các cầu thủ đối phương đang rất mạnh mẽ ở hai biên và liên tục thực hiện những tình huống tấn công ở bên phía cánh phải, tình huống tấn công của U23 Australia với tiền vệ mang áo số 15 Bakus. Trong trận đấu ngày hôm nay thì thủ môn Bùi Tiến Dũng tiếp tục ghi điểm với các tình huống ra vào hợp lý, xử lý bóng bổng khá tốt và đã có những tình huống khép góc kịp thời cứu những bàn thua cho U23 Việt Nam. Quả đá phạt góc của Gershbach. De Silva. Mauk. Bóng vừa chạm chân của Lương Xuân Trường. Chúng ta có thể nghe thấy rất rõ tiếng cao thủ hai bên gọi nhau. Những giây phút căng thẳng thật sự ở trên sân. Tông Ích. Tiến Dũng. Mối nguy cơ đã qua đi. Cho đến lúc này thì hàng phòng ngự của U23 Việt Nam vẫn rất đáng khen ngợi ở khả năng hỗ trợ phòng ngự bọc lót cho nhau và sự tỉnh táo cho việc ngăn chặn đối phương. Nhưng đúng là vẫn còn một quãng thời gian tới 25 phút ở phía trước. Marcus.
Chavnes. Mười cầu thủ của U23 Australia đang ở bên phần sân của U23 Việt Nam. Magri, Souza, Gusbach. Đường chuyền đã sửa lưng đồng đội của Gusbach. Nhìn bóng vớt trong chân của cầu thủ áo vàng, đây là Magri. Sự áp sát rất nhanh từ phía cầu thủ phòng ngự bên phía U23 Việt Nam. Pha áp sát vừa rồi đã khiến cho đội trưởng Ma Úc của Australia đang bị đau. Chavnes, De Silva. De Silva là cầu thủ được bình chọn là xuất sắc nhất của giải vô địch quốc gia Australia trong tháng 11 vừa qua. Anh đang đầu quân cho câu lạc bộ Central Coast Mariners của giải vô địch quốc gia Australia Hyundai A-League. Magri, Chavnes. U23 Australia đang di chuyển liên tục và bây giờ với một Dani Da Silva rất khéo léo và có khả năng quan sát ở phía trên thì họ đang dồn bóng cho cầu thủ này. Phản công dành cho U23 Việt Nam. Công Phương, Công Phương. Đường chuyền hợp lý, Quang Hải. Quang Hải dứt điểm. Quả phạt góc dành cho U23 Việt Nam. Đó là những tình huống xử lý cần thiết. Sự thay đổi người bên phía U23 Việt Nam chuẩn bị được thực hiện. Phan Văn Đức, tiền vệ mang áo số 14 sẽ được vào sân thi đấu ở trong những phút sắp tới. Và anh sẽ thay thế cho Công Phượng. Một trận đấu mà Công Phượng cũng đã chơi rất tốt với nhiều lần khuấy đảo hàng phòng ngự của U23 Australia. Một động thái sẽ tăng cường cho khả năng tranh chấp và giữ nhịp tốt hơn ở khu vực giữa sân của U23 Việt Nam khi mà trong những phút vừa rồi đối phương gia tăng sức ép rất mạnh mẽ về phía khung thành của chúng ta với việc bổ sung Dani Da Silva ở khu vực giữa sân. Trước khi trận đấu này diễn ra, Công Phượng tỏ ra khá tự tin với cái duyên của anh ghi bàn vào lưới của bóng đá Australia, nhưng ngày hôm nay thì điều đó đã không xảy ra. Vẫn còn. Đây! Cơ vào! Vẫn còn. Điểm! Vào! Quang Hải đã mở cánh cửa đến với khung thành của U23 Australia. Thật tuyệt vời. Sau những cơ hội bị bỏ lỡ bởi Tiến Dũng và các đồng đội thì cuối cùng cái tên Quang Hải lại là người tỏa sáng. Không còn nghi ngờ gì nữa, Quang Hải chính là người thi đấu nổi bật nhất đến thời điểm này tại vòng chung kết U23 châu Á năm nay dành cho U23 Việt Nam. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Thật tuyệt vời Quang Hải. Giữa một dừng chân của cầu thủ hai bên nhưng Quang Hải vẫn chọn ra được góc dứt điểm và anh đã chiến thắng được. Như vậy là bóng đã chạm chân của trung vệ Sunja đổi hướng. Phút thứ 72. Có thể nói rằng một cú sốc đang xảy ra trong trận đấu giữa cầu thủ U23 Việt Nam và U23 Australia. Thật tuyệt vời. Bàn thắng thứ hai của Quang Hải tại vòng chung kết giải U23 châu Á năm nay. Quang Hải đang ghi được hai bàn tại giải lần này và bàn nào cũng đẹp cả. Và đó đều là những bàn thắng vào lưới U23 Hàn Quốc và U23 Australia. Những đội bóng đến từ những nền bóng đá hàng đầu của khu vực châu Á. Anh Khắc Cường ạ, tôi vẫn luôn lo sợ nói trước bước hôm qua. Trước khi trận đấu diễn ra, tôi đã định nói rằng là tại trận tranh hạng 3 của giải M150 tại Thái Lan, huấn luyện viên Park Hang-seo đã tuyên bố rất tự tin là sẽ gây bất ngờ trước các cầu thủ U23 Thái Lan. Đội bóng mà trước khi huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt U23 Việt Nam thì U23 Việt Nam trong đối đầu với U23 Thái Lan thường gặp những kết quả rất bết bát. Nhưng trong trận đấu tranh hạng 3 đó, ngay trên sân của U23 Thái Lan thì trước trận đấu huấn luyện viên Park Hang-seo tuyên bố là ông và các học trò không e ngại U23 Thái Lan và thực tế là chúng ta đã thắng 2-1, thậm chí là dẫn trước 2-0 với cú đúp của Công Phượng.
Trước trận đấu này, ông cũng tuyên bố ông và các học trò không e ngại cầu thủ U23 của Australia. Và đến thời điểm này, khi đã là phút thứ 74, chúng ta đang dẫn trước cầu thủ Australia trong một thế trận phòng ngự phản công cực kỳ khoa học. Hy vọng là chúng ta sẽ bắn chân cứng đá mềm, bởi vẫn còn một quãng thời gian dài ở phía trước nữa. Và đây là lúc mà U23 Australia sẽ còn tấn công mạnh mẽ hơn và gây sức ép nhiều hơn đối với khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Popovic đã vào sân để thay Chamness. Đã có một khí thế thi đấu tuyệt vời và rất tưng bừng dành cho đội tuyển U23 Việt Nam, thể hiện trong hàng loạt những pha hãm thành, hàng loạt những tình huống sút bóng để rồi dẫn đến cú sút cuối cùng là của Quang Hải. Vâng, anh Khắc Cường ạ, không biết anh có để ý hay không, với việc tung Popovic vào sân thì huấn luyện viên Anter Milicic đã sử dụng tới 6 cầu thủ trong tổng số 8 cầu thủ từ châu Âu trở về khoác áo đội tuyển U23 Australia để đối đầu với U23 Việt Nam trong trận này. Nhưng hiện tại thì đội bóng của ông Milicic đang bị dẫn trước với tỷ số là 0-1. Marcus. Pha bóng của Quang Hải cũng cho thấy là cho đến thời điểm cuối trận thì các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn còn duy trì được thể lực tốt bằng việc liên tục là những pha băng lên dứt điểm từ tuyến 2. Tiến Dũng rất tốt. Hoan hô Tiến Dũng với những tình huống xử lý như vừa rồi để càng giúp cho các đồng đội thi đấu xung quanh anh có được sự tự tin cao hơn. Vâng, trận đấu trước thì Tiến Dũng đã được chấm điểm với khung điểm là 8,5 điểm trên 10 điểm tối đa. Và ngày hôm nay không biết là khung điểm dành cho thủ môn này sẽ là như thế nào đây, khi mà anh rất chắc chắn trong các tình huống bóng bổng. Những tình huống anh tự tin và khả năng bắt dính sẽ là những tình huống bắt bóng này. Còn những tình huống không an toàn, anh lựa chọn giải pháp đấm bóng. Và chúng ta lại được chứng kiến màn ăn mừng quen thuộc của huấn luyện Park Hang-seo, giống như những gì ông đã thể hiện trong trận đấu giữa U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan tại giải M150 Cup, trận đấu tranh hạng 3. Một hành động mang đến một cảm giác là huấn luyện viên Park Hang-seo như trẻ lại với cú sút của Quang Hải. Thêm một cú đá nữa. Phan Văn Đức vừa mới vào sân và ở một khoảng cách không phải là quá gần, nhưng Phan Văn Đức cũng đã rất tự tin thực hiện một cú đá với lực đi tốt về phía khung thành của thủ môn bên phía U23 Australia. Vâng, đó là một cú sút chấp nhận được nhưng không phải là một cú sút quá tốt. Có lẽ một tình huống chuyền bóng bên phía cánh trái cho đồng đội băng lên sẽ mang tới một cơ hội tiếp cận khung thành nguy hiểm hơn dành cho U23 Việt Nam của chúng ta. Đây vẫn là lúc mà các cầu thủ chúng ta cần phải rất tập trung và bình tĩnh, không bị quấn vào lối đá của đối thủ. Một sự tập trung như vậy chúng ta đã duy trì được trong suốt 75 phút đã qua. Và nhưng 15 phút cuối trận sẽ là quãng thời gian với vô vàn thử thách. Vừa rồi là tình huống phạm lỗi cần thiết của Đức Huy. Đức Huy thực sự là một cỗ máy quét quan trọng ở tuyến giữa để cho người đá tiền vệ trung tâm với anh, đó là Lương Xuân Trường, có thể tập trung nhiều hơn cho sự sáng tạo của mình trong các tình huống kiến tạo cho đồng đội ở phía trên. Đúng là Đức Huy vẫn đang là một mắt xích quan trọng ở hàng phòng ngự tuyến 2 của U23 Việt Nam. Nhưng thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn đang cực kỳ chắc chắn. Một cú đánh đầu tước bóng khá nguy hiểm, gần giống như tình huống mà các cầu thủ U23 Hàn Quốc đã có được bàn thắng thứ hai. Đây là Phan Văn Đức. Văn Toàn. Văn Toàn đã không vượt qua được trung vệ rất to cao của đối phương, đó là trung vệ áo số 21 Tông Dịch. Màn trình diễn của đội tuyển U23 Việt Nam đang thực sự mang tới rất nhiều cảm xúc trên sân vận động Cô Sơn. Đương nhiên là những cổ động viên của chúng ta đang đông hơn so với các cổ động viên của Australia. Nhưng phải nói rằng đây chính là trận đấu mà huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với các học trò thực sự là biết mình, biết người. Đấu pháp phòng ngự phản công rất khoa học và đã được các học trò của ông Park Hang-seo triển khai một cách chắc chắn ở trên sân và đã hiệu quả trong các tình huống phản công. Ở trong hiệp 2 này thì bóng liên tục được đưa sang bên phía cánh phải của đội tuyển U23 Australia. Cho dù kết quả cuối cùng của trận đấu này có là thế nào đi chăng nữa, ai khác cường ạ, thì chắc chắn rằng U23 Việt Nam sẽ lại khiến cho làng báo của
khu vực châu Á sẽ thực sự ấn tượng rất nhiều sau lượt trận thứ hai này. Đây là phút thứ 79 rồi. Chúng ta vẫn đang dẫn trước đối thủ rất mạnh của bảng đấu U23 Australia với tỷ số 1-0. Và đây là tình huống mà Buhaja đã có pha chơi rất xấu vào bóng bằng gầm giày đối với Đoàn Văn Hậu. Một pha phạm lỗi xứng đáng phải nhận thẻ của tiền vệ báo số 7 bên phía U23 Australia. Trận đấu trước cao thủ U23 Syria thì Buhaja làm mưa làm gió khi vào sân. Anh có rất nhiều những tình huống tăng tốc, tạo khoảng trống. Đã có 3 lần đối mặt với khung thành thủ môn đối phương, nhưng 2 lần anh tự dứt điểm thì không thành công, còn lần kiến tạo dành cho Blackwood thì đã có được bàn thắng. Nhưng ngày hôm nay là một trận đấu đến thời điểm này là rất mờ nhạt của Buhaja. Phút thứ 80. 80 phút mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ và rất tuyệt vời đối với đội tuyển U23 Việt Nam. Đó tiếp tục là một pha bóng phòng ngự tốt nữa. Quang Hải đang là một nhân vật rất đáng chú ý của U23 Việt Nam tại giải lần này và đặc biệt là trong trận đấu ngày hôm nay. Cầu thủ thực hiện quả đá phạt góc cho U23 Australia là đội trưởng Stefan Mauk. Những phút cuối trận và huấn luyện viên Park Hang-seo đã luôn yêu cầu các học trò của mình phải giữ được sự tập trung tối đa ở trong những quãng thời gian như thế này. Phản công. Quang Hải rất khôn ngoan trước hai đối thủ cao to, nhưng Quang Hải vẫn có một tình huống xử lý tuyệt vời. Văn Thanh không dễ để vượt qua Tông Ích, nhưng đó đã là tốt lắm rồi khi mà chỉ có một mình Văn Thanh ở phía trên. Các hậu vệ và các đồng đội của Văn Thanh không kịp lên ở trong những tình huống như vậy khi đang phải dồn sức tối đa ở mặt trận phòng ngự của mình. Vâng, cao thủ U23 Việt Nam của chúng ta đang có cơ hội để tạo nên một chiến thắng lịch sử tại vòng chung kết của giải U23 châu Á. Phút thứ 81. Thời gian thi đấu chính thức còn lại của trận đấu còn chưa đầy 10 phút nữa. Và thời gian đá bù giờ của trận đấu này chắc chắn sẽ là không nhiều. Chúng ta cần có sự tập trung. Rất nguy hiểm. Bóng đã rời xa ngang khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Có lẽ người dứt điểm lại là Blackwood. Vừa rồi thì Văn May đã mỉm cười với cầu thủ U23 Việt Nam. Đáng tiếc là trong pha bóng vừa rồi thì Văn Toàn đã không thể có được bóng. Lại là một tình huống bóng bổng nữa của Blackwood. Quá nhiều thử thách dành cho hàng phòng ngự của U23 Việt Nam, đặc biệt là kể từ khi Blackwood vào sân. Chiều cao 1m86 đang mang đến một ưu thế vượt trội của cầu thủ này với khoảng không phía trước khung thành của thủ môn Tiến Dũng. Một cú đánh đầu tốt của số 9 bên phía U23 Australia. Những lo ngại của huấn luyện viên Anter Milicic đã trở thành sự thực ở trên sân. Đây là một trận đấu mà U23 Australia bước vào trận với quyết tâm chơi pressing ngay từ đầu, giành chiến thắng và thậm chí là muốn có được chiến thắng đậm trước U23 Việt Nam. Nhưng điều đó đến thời điểm này chắc chắn chúng ta có thể khẳng định là đã bị phá sản. Bây giờ thì U23 Australia thậm chí còn đang miệt mài để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, cho dù huấn luyện viên Anter Milicic đang sử dụng những cầu thủ tốt nhất của mình ở trên sân. Được chuyền của Gusmark. Cầu thủ U23 Việt Nam cần có được sự tập trung giống như những gì mà chúng ta đã có được trước khi có bàn thắng mở tỷ số của Quang Hải. Marcus. Đây là Mauk. Suja áp sát rất nhanh. Nguy hiểm. Vẫn là một tình huống chọn vị trí tốt nữa của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Người dứt điểm vừa rồi là đội trưởng Mauk. Có lẽ cú dứt điểm của Mauk, bóng đã chạm chân của một cầu thủ
và đổi hướng, nhưng rất may cho thủ môn Tiến Dũng đó là bóng đổi hướng ở vị trí mà anh đã đứng sẵn. Văn Thanh sẽ cần thêm những sự hỗ trợ ở bên phía cánh của mình khi anh đã phải hoạt động rất vất vả ở trong trận đấu ngày hôm nay. Hai cơ hội đáng kể vừa rồi của U23 Australia đều xuất phát từ những tình huống chuyền bóng bên phía cánh này. Tiến Dũng, tình huống ra vào tốt của thủ môn U23 Việt Nam. Phút 84 rồi. Chưa bao giờ tôi mong thời gian trôi đi nhanh như lúc này anh Khắc Cường ạ. Phút thứ 84 rồi. Chiến thắng đang tới rất gần với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Một trận đấu mà chúng ta đã tạo ra được khá nhiều cơ hội nguy hiểm và bây giờ đang có được bàn thắng dẫn trước. Có lẽ đã ý thức được sự nguy hiểm của bộ đội tiền vệ trung tâm, đó là đội trưởng Ma Úc và người mới vào sân Dani da Silva. Nên các tiền vệ cũng như là hậu vệ của U23 Việt Nam đã làm rất tốt nhiệm vụ theo kèm những cầu thủ quan trọng này của đối thủ. U23 Australia dốc toàn lực để tấn công và đúng là có quá nhiều những thử thách. Văn Toan, lỗi của cầu thủ mang áo số 15 Keanu Bacus với Văn Toan. Phút 85. Các cổ động viên Việt Nam đang thật tuyệt vời khi cổ vũ hết mình dành cho các cầu thủ thi đấu ở dưới sân. Ngày hôm qua, chúng ta cũng như là các cầu thủ U23 Việt Nam có lẽ dành rất nhiều những lời khen ngợi cho màn trình diễn của U23 Malaysia và U23 Thái Lan. Và nếu như theo dõi trận đấu ngày hôm nay thì các cầu thủ U23 Thái Lan và Malaysia chắc chắn sẽ dành những sự khen ngợi đối với màn trình diễn của U23 Việt Nam. Trận đấu đang trôi về những phút cuối và U23 Việt Nam đang dẫn trước U23 Australia với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công ở phút thứ 72 của Quang Hải. Thời gian không còn nhiều nhưng vẫn luôn cần sự tỉnh táo của các cầu thủ. Cú phá bóng an toàn của Tiến Dũng. Sự ghép rất lớn đến từ phía U23 Australia. Và một lần nữa thì bóng lại được phát triển ở bên phía cánh trái. Ném biên dành cho đội tuyển của chúng ta. Popovic sau khi vào sân đã hoạt động khá hiệu quả và trở thành một mắt xích lợi hại trong việc liên kết những cầu thủ tấn công của U23 Australia. Cách đây 2 năm tại vòng chung kết giải U23 châu Á diễn ra tại Qatar thì U23 Việt Nam đã thua U23 Australia với tỷ số 0-2. Và đó là giải đấu mà cả U23 Việt Nam và U23 Australia đều phải dừng bước ở vòng bảng. Ở trận đấu này thì U23 Australia muốn giành chiến thắng để trả nợ cho những trận thua của U19 Australia trước U19 Việt Nam trước đây. Còn cao thủ U19 Việt Nam của chúng ta muốn giành chiến thắng để trả nợ trận thua cách đây 2 năm tại Doha, Qatar. Và điều quan trọng là sẽ thắp lên tia hy vọng giành quyền vào tứ kết dành cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở giải năm nay. Đây là Buhaja. Rất tốt. Tình huống hỗ trợ phòng ngự là của Phạm Văn Đức. Phạm Văn Đức đã lăn xả trong tình huống tranh chấp với cầu thủ đối phương. Các cầu thủ phòng ngự của chúng ta đã căng mình đối phó với những pha lên bóng liên tục như thế này ở trong suốt chiều dài trận đấu ngày hôm nay. Thêm một quả đá phạt góc nữa và thêm một cơ hội nguy hiểm dành cho U23 Australia. Rất kịp thời. Thêm hai cú phá bóng liên tục. Quang Hải, không phải, đó là Văn Toàn. U23 Australia kiểm soát bóng lên tới 73%, nhưng chất lượng trong những cú dứt điểm đang thuộc về các cầu thủ chúng ta, kể cả ở khâu phòng ngự nữa cho đến phút thứ 88 này. Chiến thắng đang tới rất gần với đội tuyển U23 Việt Nam. Magri. U23 Australia đang nôn nóng, còn cầu thủ của chúng ta cần phải có được sự tập trung. Pha đi bóng quá lộ liễu của Bacus và người đã kịp thời ngăn cản đó chính là Văn Văn Đức. Phút thứ 88 và chuẩn bị bước sang phút thứ 89 rồi.
U23 Việt Nam đang dẫn trước U23 Australia với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của Quang Hải trong trận đấu ngày hôm nay. Bây giờ thì mọi cầu thủ chúng ta đang lui về bên phần sân nhà. Rất tốt. Phan Văn Đức. Đúng là huấn luyện viên Park Hang-seo đã có một sự thay đổi người hoàn toàn hợp lý khi Phan Văn Đức là nhân vật trung tâm ở trong rất nhiều những pha tranh chấp ở quãng thời gian vừa rồi. Anh đã làm tăng thêm sự hiệu quả trong những tình huống thu hồi bóng dành cho tuyến tiền vệ của đội tuyển U23 Việt Nam. Phan Văn Đức. Đức Huy. Vừa rồi là pha xử lý không thực sự tốt của chúng ta. Một tình huống mà nếu như bình tĩnh có thể phát động một pha bóng phản công nguy hiểm. Tuy nhiên cũng thông cảm, bởi thời gian còn lại là thời gian mà chúng ta cần phải tập trung tối đa cho khâu phòng ngự. Rất nguy hiểm. Rất may là cầu thủ của đối phương đã bị trượt chân. Hàng phòng ngự của chúng ta đã mắc lỗi, nhưng Buhaza đã trượt chân. Một pha bóng mà nếu như số 7 của U23 Australia không bị trượt chân thì anh đã có thể có cơ hội để ghi bàn gỡ hòa. Đây là phút 90, phút thi đấu chính thức cuối cùng rồi. Đúng là sự sốt ruột và nôn nóng cũng khiến cho cầu thủ U23 Australia gặp khó khăn. Rất tốt. Cự ly đội hình vẫn đang được đảm bảo một cách an toàn. Phút 90. Là những tình huống tranh chấp của Phan Văn Đức. Ban huấn luyện cũng đang chỉ đạo rất rõ ràng và dứt khoát dành cho các trò của mình về sự tập trung. 3 phút đã bù giờ trong hiệp đấu thứ hai. Một trận đấu vô cùng cảm xúc đang được các cầu thủ U23 Việt Nam tạo ra. Sẽ có một sự thay đổi người chiến thuật kéo dài thời gian một cách hợp lý của huấn luyện viên Park Hang-seo. Số 20, một cầu thủ có khả năng phòng ngự tốt, đó là Bùi Tiến Dụng, được tung vào sân để thay thế cho Quang Hải. Khi mà khâu ghi bàn không còn là khâu được ưu tiên số 1 nữa và khâu phòng ngự được đẩy lên ở mức độ cao nhất, thì việc rút Quang Hải ra sân và tung Bùi Tiến Dụng vào sân sẽ là một giải pháp hợp lý. Quang Hải rời sân và đã cúi chào các cổ động viên cho những sự cổ vũ hết mình mà các cổ động viên đã dành cho đội bóng của chúng ta ở trong trận đấu ngày hôm nay. Huấn luyện viên Park Hang-seo đang yêu cầu các học trò của mình lùi về sâu hơn nữa. Thời gian bù giờ của hiệp 2 chỉ còn hơn 1 phút nữa thôi. Hy vọng rằng các cầu thủ của chúng ta sẽ giữ được sự tập trung. Cú đánh đầu phá bóng là của Đoàn Văn Hậu. Buhaza. U23 Việt Nam đang tổ chức theo kèm người rất chặt. Pha lấy bóng của Văn Toàn. Vẫn là Văn Toàn. Tiến Dụng rất bình tĩnh. Và Văn Hậu. Chỉ còn một phút nữa thôi, thời gian đá bù giờ sẽ kết thúc. Buhaza. Bóng vẫn trong chân của cầu thủ U23 Việt Nam. Văn Hậu. Bóng dài của U23 Australia và cú phá bóng lên của U23 Việt Nam. Tiếp tục là một cú phá bóng ra xa khỏi khung thành nữa. Những giây cuối cùng của trận đấu. Những giây cuối cùng của cuộc so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Australia. Tàu X. De Silva ngăn chặn thành công và phá bóng lên. Thêm một cú phá bóng lên nữa. Vâng, đây là giải đấu mà tiêu chí để xếp hạng được xét tới đầu tiên, đó là đối đầu. Và việc cầu thủ U23 Australia nếu như để thua trong trận đấu ngày hôm nay trước U23 Việt Nam, thậm chí là còn có nguy cơ
sẽ phải dừng chân ngay sau vòng đấu bảng dù đã có được chiến thắng 3-1 ở trận đấu ra quân trước UEFA Syria. Ở trận đấu tiếp theo ở lượt trận thứ hai của bảng đấu này thì vào lúc 18:30 chiều nay theo giờ Việt Nam, U23 Hàn Quốc sẽ đối đầu với U23 Syria và nhiều khả năng đội bóng U23 Hàn Quốc sẽ có được kết quả thuận lợi. Vũ Hào ra. Không được rồi. Đã là phút đá bù giờ thứ tư trong khi thời gian đã bù giờ chỉ là 3 phút và tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài điều khiển trận đấu này, trọng tài chính người Iraq ông Saray đã vang lên. Một chiến thắng tuyệt vời dành cho đội tuyển U23 Việt Nam với một đấu pháp phòng ngự phản công cực kỳ khoa học và chặt chẽ. Xin được chúc mừng cho thầy trò Luyến Bắc Hang-seo trong trận đấu ngày hôm nay. Một thất bại có thể được coi là tâm phục khẩu phục đối với cầu thủ U23 Australia, và với chiến thắng này, U23 Việt Nam đang có nhiều cơ hội để vượt qua vòng đấu bảng, ghi tên mình vào vòng tứ kết của vòng chung kết giải U23 châu Á năm 2018 này. Xin được chúc mừng cho cầu thủ U23 Việt Nam, một trận đấu tuyệt vời, một trận đấu đầy cảm xúc khiến cho những ngôi sao của bóng đá trẻ Australia đã phải nhận thất bại.